chờ em tới. Chúng ta biết từ anh Phương xin hân hạnh kính chào tất cả các bạn khách hàng thân yêu trong buổi chiều tối muộn ngày hôm nay. Nhận được lời đề nghị cũng như là bác Cường là một trong những người theo dõi kênh của anh Phương rất lâu ở thành phố Hồ Chí Minh, có nên một khối hình âm thanh cực kỳ hoành tráng để chuẩn bị chơi Tết. Thật máy ngày hôm nay chúng ta đang có một đôi loa cùng, đó là dòng loa đến từ thương hiệu JBL. Chúng ta nghe đây là một trong dòng loa 3 đến tiếng có chất âm sâu nhất, khỏe nhất, và có thể nói đây là một trong những dòng loa mà được xứng đáng được tôn vinh là vị trí dẫn đầu trong những dòng loa đứng ở không gian rộng. Với 2 bát 40, sử dụng từ 220 cột 100, chép từ 220 cột 100, nó có thể bao phủ một không gian rộng khoảng độ từ 30m² cho đến 100m². Đánh ngoài không gian ngoài trời cũng thoải mái cho bác chơi luôn. Khỏe, chắc và mềm mại, chịu đòn, chịu lực, độ bền cao. Đó là những dòng loa Ribe 74733 đời 4 số. Thùng vách thì đẹp mướt. Các bác quan sát đẹp. Rất mạnh mẽ và cực kỳ hay. Đó chính là một con đẩy Crown 3600. Em buồn, em nhớ đến anh. Crown đánh BGB nó mới ra được chất các bạn. Em khóc vì anh. Tình yêu ta lên tan. Một con vang số APK 1000. Vì sao thế, anh làm gì? Đây là một trong những dòng vang đến từ công nghệ của Mỹ. Một bộ mic M8 2 đa mã đời cao nhất của thằng AB. Bộ cấu hình này có trị giá trên 80 triệu đồng. Anh Phương đang phối ghép cho chữ Bắc Cường. Đang đắng nuốt cay tình ái qua tay. Và dành cho anh Phương một sự ưu ái để anh Phương có cơ hội được phối ghép những dàn máy karaoke phục vụ các bác. Xin chào tạm biệt các bác.